Út mở thi Miss Universe Việt Nam, tình trẻ của chồng cũ Lệ Quyên tung bộ ảnh khoe body gợi cảm. Sau khi lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp cẩm đan được dư luận quan tâm khi Út mở hẹn hò với chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên. Từng là cái tên được khán giả kỳ vọng sẽ giành ngôi vị cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng cẩm đan chỉ cán đích ở vị trí top 15 chung cuộc, lọt top 5 người đẹp truyền thông và top 5 người đẹp áo dài. Hậu thi thố, cô gái gốc An Giang tận dụng danh hiệu của mình để tấn công showbiz. Khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng, kín cổng cao tường ở tuổi 18, cẩm đan của năm 2021 vô cùng gợi cảm và liên tục diện những thiết kế hở bạo nhằm khoe vẻ đẹp hình thể. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều trước công chúng tại các sự kiện giải trí, cẩm đan còn được dư luận nhắc đến khi rộ tin đồn cặp kè với chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên, doanh nhân Đức Huy. Cả hai chưa từng lên tiếng đính chính mối quan hệ này. Cặp đôi chênh lệch 27 tuổi từng tay trong tay đi dự đám cưới của một người bạn ở Hà Nội, đặc biệt là thường xuyên du lịch cùng nhau. Cẩm đan từng chia sẻ rằng cô gặp Đức Huy sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kết thúc. Cả hai chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè và đang trong giai đoạn tìm hiểu. Không hài lòng với thành tích thi thố trước đó, Cẩm đan cũng thả thính việc dự thì Miss Universe Việt Nam 2021. Fan dự đoán nếu có dự định này, cô nàng sẽ được sự hậu thuẫn rất lớn từ bạn trai tin đồn Đức Huy. Trong bộ ảnh mới công bố, Cẩm đan thoát khỏi hình ảnh ép ấp, nữ tính. Cô diện nhiều thiết kế tông màu nóng, cắt xẻ khá táo bạo. Những bộ váy này mang lại cho người tình tin đồn của doanh nhân Đức Huy hình ảnh gợi cảm của một nhan sắc trưởng thành. Nhiều khán giả cho rằng, nếu có dự định chinh chiến sắc đẹp trong thời gian tới, Cẩm đan phải thay đổi bản thân từ phong cách thời trang cho đến biểu cảm, thần thái. Tình trẻ của chồng cũ Lệ Quyên ngày càng gợi cảm. Chưa đầy một năm kể từ ngày cái tên Cẩm đan được khán giả chú ý, cô đã trở thành nàng thơ của rất nhiều show diễn đình đám và tần suất xuất hiện tại các buổi chụp hình càng dày đặc. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm út mở của cô cùng doanh nhân Đức Huy cũng chưa bao giờ hạ nhiệt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.